Những nông dân này, họ đều không được đào tạo bài bản. Họ không có nhiều vốn để đầu tư. Nhưng họ đều chung một yêu thích, đó là sáng chế. Họ cùng chung một ước mơ, làm sao để việc cấy lúa, bón phân, phơi thóc, vơi đi những vất vả. Những sáng chế của họ ra đời không chỉ giúp cho những gia đình nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lượng hạt gạo, mà còn có ý nghĩa với hàng nghìn, hàng triệu nông dân khác trên mọi miền đất nước. Thậm chí có nhiều sáng chế còn là phương tiện hỗ trợ sản xuất cho nông dân các nước láng giềng như Lào hay Campuchia. Câu chuyện sáng chế từ cây lúa, hạt gạo sẽ là nội dung chính trong chương trình Cuộc sống nhà nông ngày hôm nay. Thưa quý vị, nhắc đến người nông dân thì nhiều người vẫn nghĩ đến hình ảnh con trâu đi trước, cái cày đi sau. Rồi thì có biết bao nhiêu ca dao tục ngữ nói về sự cơ cực của nghề nông như bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa, của một nền canh tác lạc hậu, manh mún và nhỏ lẻ. Cơ giới hóa nông nghiệp một thời gian dài là giấc mơ của những nông dân chân lấm tay bùn. Thế nhưng giờ đây, cơ giới hóa đã bắt đầu len lỏi xuất hiện khắp các làng quê. Điều đáng mừng và tự hào hơn là người nông dân có thể tự tay tạo ra máy móc bằng chính sự sáng tạo của mình. Một lần nữa, họ minh chứng rằng không có ranh giới nào cho sự sáng tạo, chỉ cần có niềm tin, sự kiên trì thì không cần là kỹ sư, những nông dân chân đất vẫn có thể trở thành những nhà sáng chế. Cuộc sống nhà nông ngày hôm nay, thưa quý vị, sẽ là rất nhiều câu chuyện về những con người đáng ngưỡng mộ ấy. Đầu tiên, hãy cùng với chúng tôi về Thái Bình và Ninh Bình để gặp gỡ hai nông dân, chủ nhân của hai chiếc máy cấy không động cơ. Nếu như trước đây nhiều nông dân phải cấy ngày cấy đêm để kịp tiến độ, thì từ khi có chiếc máy cấy này, mọi chuyện đã khác. Điều gì đã làm nên sự thay đổi tuyệt vời này? Con đường dẫn họ đến với danh hiệu nhà sáng chế chân đất như thế nào? Tất cả sẽ được trả lời ngay sau đây. Sinh ra và lớn lên ở Tiền Hải, Thái Bình, quê hương của chị Hai Nam Tấn, vùng quê giàu truyền thống sản xuất nông nghiệp. Anh Trần Đại Nghĩa hiểu hơn ai hết nỗi cực nhọc của những người ngày ngày sớm khuya với ruộng đồng. Năm 2001, khi phong trào đi xuất khẩu lao động ở Thái Bình rầm rộ, anh Nghĩa quyết định sang Nhật làm việc. Tại đây, anh đã quan sát cách làm việc, phối hợp máy móc của người nông dân nước Nhật. Anh nhận ra rằng máy móc đã giúp nông dân Nhật giải phóng sức lao động, làm nông nghiệp không hề vất vả như ở Việt Nam mà năng suất lại vượt trội. Anh Nghĩa bắt tay vào sáng chế một chiếc máy cấy không động cơ sau khi kết thúc thời gian làm việc tại Nhật Bản. Từ một nông dân bắt tay vào làm cơ khí, anh cũng gặp phải không ít khó khăn. Qua một thời gian lao động nước ngoài thì mình đã xem thấy ở nước ngoài nó có những cái máy rất là hiện đại. Đấy, nhưng mà áp dụng về nhà để về quê hương đấy, để sau khi về nước ấy, áp dụng về quê hương để sản xuất thì không có đủ phương tiện để mà sản xuất một cái máy chạy bằng động cơ mà hiện đại như vậy. Thế là mình nghĩ bảo vậy thì làm thế nào đó để sản xuất được một cái máy không sử dụng động cơ đấy mà lại tiết kiệm được chi phí đầu ban đầu cho bà con. Đấy, thì từ ý tưởng đó là mình sản xuất cái máy cấy không sử dụng động cơ này để giúp bà con và giúp chính bản thân mình tăng gia sản xuất để nâng cao hiệu suất lao động. Sau gần 2 tháng, anh Nghĩa đã hoàn tất chiếc máy của mình, chiếc máy không động cơ và vận hành bằng sức kéo. Nguyên liệu chủ yếu làm bằng thép hộp nên nhẹ, người kéo không tốn nhiều sức khi di chuyển. Có những lúc cũng phải cắt ra, tháo nắp vào như một vài lần. Đấy, nhưng mà cũng may là chúng tôi đã tính toán kỹ nên là những cái chi tiết phải cắt ra bỏ đi cũng rất là ít, rất là hạn chế. Đấy. Còn cái khó khăn lớn nhất của trong cái lúc đó là vấn đề về hoàn thiện cái ý tưởng này rồi đấy, mà vấn đề nghĩ bảo không biết là sau này mình muốn nhân rộng thì nhà xưởng đấy ở đâu. Rồi là phải lấy vốn ở đâu để sắm những cái thiết bị. Đấy. Thì những cái khó khăn đấy là những khó khăn bước đầu. Chiếc máy cấy này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nhiều người dân. Họ cùng xuống đồng để được anh Nghĩa hướng dẫn sử dụng chiếc máy cấy đặc biệt này. Tôi thì từ xưa nay là cấy bảy sảo, thì là các cháu đi làm hết, nhưng mà tôi thấy cảm thấy cấy nó vất vả.
nên là nghe được tin là anh Trần Văn Nghĩa ở đây là sản xuất chiếc máy cấy, nên là tôi hôm nay là xuống đây để thực hành, mà cũng thực tế là đặt luôn một chiếc máy để phục vụ sau này là cho nó nhàn cái bản thân, chứ giờ là thế nhà lông vất vả quá. Tôi lúc đầu thì xuống thử nghiệm cái máy thì nó bỡ ngỡ, nhưng mà cô đi khoảng tôi đi khoảng chục mét là nghe thấy là dễ dàng thôi. Về chắc là tôi chỉ thực hành một lối là sẽ làm hoàn hảo. Mình đi từ bắt đầu từ Lào Cai về, bắt xe mất cũng mất 9 tiếng đồng hồ về đến đây, 3 chặng. Vâng. Và về từ hôm qua về để ở đây đợi và được xem chú để thử nghiệm và thực hành thực tiến. Cấy thế này là theo tôi là quá đẹp, mà còn hơn cả cấy tay, thậm chí cấy tay còn không bằng. Lý do tại sao? Căn chỉnh là do mình hết, đi đều là cấy sẽ đều. Thậm chí cấy tay tôi xem bà con thực tế cấy tay còn nổi cây cơ. Đấy, thế nhưng mà như thế này tôi thực tế tôi cấy là cảm thấy cái máy này đạt hiệu quả được. Hàng ngày, bà con nông dân, các cán bộ nông nghiệp trong Nam ngoài Bắc lại đến với xưởng của anh Nghĩa để học hỏi và đặt mua. Các bác có thể kéo máy bằng cái cần này. Cái cần này có tác dụng là vừa lái máy và vừa kéo máy. Và còn cái cần này có tác dụng là điều khiển cái dàn mổ này. Cái dàn mổ này các bác chỉ cần kéo lên cao khoảng 10 phân đấy, so với cái dàn chứa mạ kia. Là các bác có thể được, cứ các bác không nên kéo qua cao quá thế này thì nó sẽ thừa công, tốn sức. Đấy. Nên là các bác chỉ cần kéo thế này, các bác thả xuống, thả gần như là rơi tự do để là mỏ nó lấy được mạ. Khi nó lấy được mạ rồi, nó chạm một cái điểm đẩy kia thì cái điểm đẩy này thì nó sẽ có tác dụng là đẩy cái miếng mạ ra khỏi cái mỏ. Các bác có thể tác động thêm một lực rất nhỏ vào đó thì miếng mạ sẽ được tách ra khỏi mỏ và đứng ở dưới ruộng. Đấy. Khi miếng mạ đã đứng vững ở dưới ruộng rồi thì các bác tiếp tục chu kỳ thứ hai. Đấy. Trong lúc cấy thì trước khi các bác bắt tiếp 4 miếng mạ vào đây, chiều dài của 4 miếng mạ là 40 phân và chiều rộng của 4 miếng mạ này sẽ bằng chính cái một khoang chứa mạ này. Đấy. Bằng 17 phân rưỡi đến 18 phân. Đấy. 4 miếng mạ được tiếp lên đây rồi thì các bác dịch chuyển cho cái dàn mạ nó về vị trí ban đầu, chứ không nên để ở vị trí giữa như thế này. Các bác chuyển về vị trí ban đầu như này, chuyển nhẹ thôi, đừng kéo mỏ cao, nên để nó mổ mạ mà chuyển nhẹ đấy, để cho nó về vị trí ban đầu. Khi bác đang hoạt động bình thường này nó kéo cộc quá, mỏ không xuống được nữa, thì các bác phải nghĩ ngay là rờ đến bốn những cái rãnh này xem có hòn ốc hòn sạn nào không. Đấy. Đó, thì bác lấy ra thì sau đó nó lại hoạt động bình thường. Những chiếc máy cấy không động cơ của anh Nghĩa phù hợp với điều kiện canh tác và khí hậu của Việt Nam, khắc phục được nhược điểm của các loại máy động cơ, đặc biệt phù hợp với nền ruộng xấu, ruộng cao và miền núi. Với mức giá 4-5 triệu đồng một máy, anh Nghĩa vẫn đang nghiên cứu để giảm giá thành sản phẩm để phù hợp hơn với tài chính của các hộ dân. Trong khi đó, ở Ninh Bình, có một nông dân khác lại giảm giá thành những chiếc máy cấy nhờ vào việc tái sử dụng lại những nguyên liệu thu được từ những chiếc xe máy cũ. Những chiếc xe máy hỏng này tưởng như chỉ để làm sắt vụn. Thế nhưng dưới bàn tay của ông Vũ Văn Dung, từng bộ phận của chiếc xe đều có thể hồi sinh ở một vai trò khác. Xích đưa vào máy tày lúa này, nhông này cũng đưa vào máy tày lúa này. Còn toàn bộ hệ thống máy này sức kéo rồi, không nói rồi. Bất cứ một loại gì trong cái xe máy. Kể cả từ công tác cũng tận dụng vào máy bơm, hoặc máy tày lúa, hoặc là máy vặt lạc. Xe máy này bỏ đi mua sắt vụn thì chỉ cần với cái giá 3.500 một cân. Quân bình chung kể cả nhôm một thứ là 4.000. Còn nếu như bây giờ tính giá trị của một cái máy này mà thành khí đến người tiêu dùng, ví dụ như cái tẩy lúa, cả bơm nước là vào 3 triệu một cái cơ. Và nếu như bơm nước không là 1 triệu 6 một cái. Thì đấy, tính nguyên tính như vậy là cái giá trị đã lên tới gấp hàng 6-70 lần. Hành trình tái sinh những phụ tùng xe máy bỏ đi trở thành linh kiện máy nông nghiệp là hành trình dài mà ông Dung nói rằng có kể cả ngày cũng không hết chuyện. Chiếc máy cấy không động cơ của ông Dung đang là mặt hàng được đặt hàng nhiều nhất hiện nay. Chiếc máy cấy được ông tận dụng từ phế liệu, đồ xe máy cũ đã hỏng.
Máy có cấu tạo bao gồm khay để mạ, tay kéo và khung cắp mạ. Khay mạ được thiết kế nghiêng 45 độ để mạ có thể tự động chảy xuống khung cắp mạ. Khi mạ chảy xuống đến đâu, tay kéo hoạt động cắp mạ đến đó. Mỗi lần như vậy sẽ được một hàng 4 cây mạ. Chiếc máy này không chỉ cấy thẳng hàng mà khoảng cách giữa các gốc mạ còn được cố định, giúp quá trình sinh trưởng của cây lúa tốt hơn. Trước là tôi định chế bằng cái động cơ là chạy bằng xe máy kìa. Nhưng mình nghĩ bằng cái động cơ xe máy thì nó rất cồng kềnh mà nặng, khó vận chuyển là một. Cái thứ hai, nếu như mà nói động cơ là phải là đông, đa số phần nam giới mới làm được chứ phụ nữ là không thể làm được, là khó làm. Tôi bảo cái đấy thì cũng khó. Thôi bây giờ tốt nhất là đầu tiên là tôi làm có 2 hàng, làm thử cho nó nhẹ. Nhưng đến cuối cùng đến 3 hàng, đến 4 hàng tôi thấy vẫn bình thường, là vẫn làm được. Rồi tới đây tôi định chế một cái loại 5 hàng để xem làm sao. Vì tức là vẫn nhẹ mà mình chỉ kéo trượt trên cái độ bùn thì nó vẫn nhẹ, mà nó không ô nhiễm môi trường. Các chi tiết máy được thiết kế có thể nối khớp với nhau với độ chuẩn xác cao. Khi không sử dụng máy có thể tháo rời từng bộ phận và cất đi dùng cho những vụ sau. Hiện mỗi chiếc máy cấy không động cơ của ông Dung bán ra với giá 5 triệu đồng. Theo ông, đây là mức giá không phải nông dân nào cũng có thể tiếp cận được. Vì thế, ông đang nghiên cứu cải tiến để chiếc máy có thể giảm giá thành, từ đó người nghèo cũng có cơ hội sử dụng. Có vẫn tính toán đấy. Tức là khi nào mức độ thấp nhất tôi tính toán hết mà làm sao làm được là tôi đặt công ty nhựa đổ hoàn toàn bằng nhựa hết. Nhựa thì nó nhẹ hơn mà khả năng độ bền cao hơn không gì. Đấy, là toàn bộ nhựa trừ cái khi nào cái xé mạ này tôi sẽ đặt bằng inox. Cái dự định cho ống tôi đang tính như vậy. Là tôi đặt toàn bộ bằng nhựa hết. Chỉ có mỗi cái nào mà nó chịu cái lực va chạm mà tôi làm bằng sắt. Tiếng lành đồn xa, khách hàng của ông không chỉ là nông dân địa phương mà còn trên nhiều tỉnh thành trong cả nước. Những sáng chế của ông được ghi nhận tại các cuộc thi sáng tạo. Nhưng ông Dung tâm niệm, thứ giúp ông quảng bá thương hiệu tốt nhất chính là chất lượng sản phẩm mà ông làm ra. Quỳnh Lưu, Nghệ An này, đây là Triệu Sơn Thanh Hóa này, đây là Triệu Sơn Thanh Hóa nhá, Bảo Mã Triệu Sơn Thanh Hóa này, đây này, Nho Quan này, đấy, đây là Thanh Hóa này, Thái Bình này, rất chi là nhiều đây này. Được cuộc thành công một cái gì mà bà con người ta ưa chuộng, người ta thích, tức là tôi đảo ông tôi rất thoải mái, tôi rất thích, chứ tôi không phải là tôi nghĩ và tôi chạy đua. Nếu tôi chạy đua về tiền tôi thuê người tôi làm ồ ạt thì vô tư, nhưng mà tôi không có là tôi nghĩ được này, thuận tiện này, cảm thấy giá cả hợp lý này, ít hỏng hóc trục trặc này, là tôi cảm thấy lúc ấy đầu óc tôi vô tư, tôi thoải mái lắm, tôi rất thoải mái. Mà tôi cảm thấy cái gì tôi làm gì mà người ta mang đến, người ta bảo ui sĩ ông không được chán lắm, không chấp nhận được, là tôi là phát lúc phát ốm rồi. Với hơn 10 đầu mục sản phẩm, hiện mỗi tháng ông Dung cung cấp ra thị trường hơn 20 sản phẩm. Doanh thu một năm từ máy nông nghiệp của ông đạt tới 500 triệu đồng. Nhưng với ông, tất cả chỉ là tiền đề cho những năm tiếp theo. Bởi lẽ trong thời gian tới, ông dự định sẽ thành lập doanh nghiệp, sản xuất đồng loạt những loại máy do mình sáng chế ra. Vì một mình tôi làm thì bao giờ độ chính xác vẫn cao hơn, mà là nhiều người làm. Tôi ý của tôi là tôi làm khi nào mà nó thực tình nó nổi bật thị trường, nó nổi bật hẳn thì lúc ấy tôi sẽ thành lập doanh nghiệp, bắt đầu tôi sẽ cho sản xuất đồng trà. Sau cùng, điều quan trọng của lão nông này chính là việc mình đang làm, đang góp phần giúp những thứ tưởng như chỉ là rác thải lại trở thành vật dụng hữu ích cho cuộc sống. Nếu như tôi bỏ đi là bỏ vào rác thải và rác vụn, nhưng mà đến bây giờ tôi làm có cái 4-5 năm người ta vẫn là dùng tốt. Thậm chí người ta ca ngợi cái máy cũng rất dễ nổ đấy, người ta bảo vậy thì đương nhiên là cái đấy là tâm đắc của tôi rất tốt rồi, tôi rất thích rồi. Kể cả ngày xưa tôi làm bất cứ việc gì họ biết, đến bây giờ họ biết hết rồi. Tóm lại ông họ đến họ đặt tôi là Lưu Dung. Làm bất cứ việc gì là tôi đều có bản lĩnh nhé, không bao giờ tôi chịu trần. Không thành công lúc này tôi sẽ nghỉ, tôi lại tiếp tục thành công lúc khác, không là tôi bỏ. Vâng, mình phải biến rác thành tiền. Một ý tưởng mà nhiều người sẽ cho là điên rồ nếu như chưa được chứng kiến những thành công mà ông Dung có được. Đó không còn là tư duy ăn chắc mặc bền của những bần nông thời trước nữa, mà là một sự bứt phá ngoạn mục. Chính sự bản lĩnh ấy đã mang lại những thay đổi tích cực và quan trọng nhất là những sáng chế của họ đã giúp giải phóng sức lao động một cách hiệu quả. Quý vị sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy chiếc máy này ạ? Quý vị có tin rằng chiếc máy này có thể đảm nhận được 3 công việc vốn ngốn rất nhiều thời gian và công sức của người nông dân hay không? Đó là vừa có thể xịt thuốc bón phân, lại có thể xạ lúa. Vâng, tôi xin được nhắc lại, đây chính là một chiếc máy 3-in-1. Nhưng không dừng lại ở đó mà chiếc máy này còn cùng với chủ nhân của nó mang chuông đi đánh xứ người. Sản phẩm này hoạt động hiệu quả trên đồng đất của các nước láng giềng.
Và tất nhiên, chủ nhân của nó cũng là một người nông dân chân chất, không có bằng cấp kỹ sư, cũng không có điều kiện để học hành đến nơi đến chốn. Nhưng giá trị mà anh tạo ra từ chiếc máy này phải khiến cho nhiều người kinh ngạc. Chỉ mới học hết lớp 9, chưa trải qua lớp học cơ khí nào, nhưng với mong mỏi giúp người nông dân bớt vất vả trên ruộng đồng, cộng với niềm đam mê sáng chế, anh Lê Văn Sữa ở Đồng Tháp đã chế tạo thành công chiếc máy 3 trong 1 giúp nông dân có thể xịt thuốc, bón phân và có thể xạ lúa. Chắc người ta nói nếu mà làm máy xịt thuốc á, không á, thì nó cũng gặp vấn đề khó, phải chiều có cái máy xạ lúa xạ băng luôn á. Từ chỗ đó suy nghĩ ra mình thấy máy cái loại cái quạt gió mà để hút chấu đó, thấy cái đó mình nếu mình lấy cái theo cái hại đó mình thiết kế cho nó gọn nhẹ lại thì đưa vào đây cái, nó hoạt động tốt. Cũng suy nghĩ lên cái bản vẽ cũng khoảng từ tháng mấy á. Thì sau khi thấy nó ổn định rồi bắt đầu bắt tay vô làm, khi mà đưa vào hoạt động thử thì thấy nó còn có cái lỗ nhỏ để nó quơ qua quơ lại đó, một cái thì nó quơ qua quá xa, cái quơ qua lại ít, thì từ chỗ đó cái đó chỉ chỉnh lại sơ chút đỉnh là chạy ok luôn. Thay vì mình giải tay á, nếu mà một người giải á thì một ngày nó nằm có khoảng chừng 30 công tới 40 công thôi, còn cái máy này nó chạy một ngày nó từ 350 tới 400 công nè. Chiếc máy đa năng vận hành nhờ một máy nổ chạy bằng xăng kết hợp với hộp số ô tô đã qua sử dụng, cùng một cầu 1,4 tấn và một đầu bơm nén. Kết cấu của máy giống chiếc xe ba bánh gồm một tay lái. Hai bánh xe được làm bằng thép, đường kính 2 mét. Khung sườn của xe được làm bằng sắt. Nếu chiếc máy làm nhiệm vụ xịt thuốc sẽ có một thùng phi chứa 500 lít nước và cần xịt thuốc dài khoảng 50 mét. Cần xịt được làm từ cây tẩm vông, bởi loại cây này có tính đàn hồi, ít bị cong gãy trong quá trình vận hành. Khi tháo cần xịt, đổ lúa hoặc phân vào bồn chứa là có thể xạ lúa hoặc phân trên cùng một chiếc máy. Từ mà cái đầu máy cũng như cái đê á, thì khi mà hoạt động một thời gian á, thì nó dễ bị lún lầy lắm. Tùy theo cái vùng đất nữa. Cái vùng đất mà nếu mà dùng đất cát hoặc dùng đất sét á, thì có thể hoạt động máy bự được. Còn cái máy đó thì nó đưa vào cái mấy dạng đất như mà đất phân đồ này kia đó, thì nó hoạt động dễ lún lầy lắm. Thì mình mới nghĩ là nếu mình đưa cái hệ nhỏ, cái đầu máy xăng lên á, thì bây giờ là cái dàn chạy máy xăng đó bây giờ là chạy ngon nhất, chạy kể cả đất lún lầy cũng chạy được hết. Chiếc máy đạt năng suất tới 180 công đất một ngày. Anh Lương Văn Tùng đã dùng chiếc máy do anh Sữa sáng chế được 2 năm nay. Mỗi vụ anh có thể tiết kiệm được 30 triệu đồng tiền nhân công. Tôi mặn là mướn nhân công là xịt thuốc là khoảng 7 cử thuốc, là giải phân là 4 cử, xạ lúa nữa rồi xịt diệt là việc mầm luôn là tổng chi phí là khoảng 270.000 một công. Từ khi tôi mua cái máy này là chi phí tôi khoảng một công vậy là khoảng 30.000 công à, 100 công này khoảng 3 triệu. Mà từ khi mà mua cái máy này là lúa tôi mằng đạt hơn người ta xịt là khoảng 50 kg một công. Mỗi chiếc máy đa năng có giá từ 50 tới 90 triệu đồng một máy. Máy chuyên phun xịt có giá từ 25 tới 35 triệu đồng một máy. Mỗi năm, anh Sữa cung ứng ra thị trường từ 40 tới 50 máy. Sau khi trừ chi phí nhân công và đầu tư trang thiết bị, thì anh Sữa còn lãi từ 3 tới 5 triệu đồng một máy. Đặc biệt, chiếc máy đa năng của anh Sữa không chỉ được nông dân đồng bằng sông Cửu Long yêu thích, mà anh còn xuất bán hàng trăm chiếc máy đa năng sang Lào và Campuchia. Làm cái này thì cái chất lượng lên hàng đầu. Nếu mà làm giao thay vì giao Long An hay là nước bạn cũng vậy, giao về một cái khi mà người ta đã hoạt động nó chạy ngon, mấy cái người lân cận ở bên á, người ta mới thấy đó nó hoạt động tốt, khách hàng nó mới lại lai gai làm hoài. Chứ nếu mà đem về không hoạt động tốt thì đâu có làm được nữa. Từ năm 2015 đến nay nếu mà tính hết 170 tới 180 cái rồi đó.
đơn hàng xuyên quốc gia, một lần nữa cho thấy tính thực tiễn của những sáng chế của những nhà sáng chế chân đất. Quý vị, các nước có nền nông nghiệp tiên tiến đã bón phân, xạ lúa bằng máy bay, điều khiển từ xa. Nếu như Việt Nam không có những bước phát triển mới thì sẽ không thể theo kịp họ. Với tâm niệm đó, hàng loạt các sáng chế được sáng tạo từ chính thực tiễn đã phát huy được hiệu quả. Chúng ta đã có máy cắt lúa, có máy đa năng và sẽ chỉ cần một lò sấy nữa là hoàn thiện các công đoạn từ cây mạ cho tới hạt gạo cuối cùng. Và không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện sáng chế của ông Năm Nhã, cha đẻ của lò sấy lúa vừa tiết kiệm điện, vừa sấy lúa khô mà hạt gạo không bị nứt gãy, đạt chuẩn xuất khẩu mà tỷ lệ hao hụt không đáng kể. Lò sấy lúa cải tiến này trong vòng 20 đến 24 giờ có thể sấy khô từ 17 tới 20 tấn lúa. So với những lò sấy trước đây thì công suất gần gấp đôi, thời gian sấy tiết kiệm từ 4 tới 8 giờ đồng hồ và quan trọng hơn, nó làm giảm đáng kể lượng hạt gạo bị gãy khi sấy sát. Cái lượng lúa đồng bằng sông Cửu Long rất là lớn, mà cái hạt gạo từ cái hạt gạo gãy mà mình làm cho nó tốt, nó được thành hạt gạo nguyên thì đó cũng là một cái công để đóng góp với những người chủ hộ nông dân, và trước tiên là kế đó nữa là đóng góp cho đất nước. Mình có được cái lượng trữ lượng gạo là tốt để mà mình xuất khẩu. Những năm trước đó, mình thấy đi cái hạt gạo làm ra thì trong đó nó chiếm 50-60% là tấm rồi. Bây giờ mình làm thành công như thế này, hạt gạo ra là hạt gạo chứ không còn là hạt tấm. Sinh ra và lớn lên tại An Giang, ông Năm Nhã nắm được lợi thế của quê hương mình là vựa lúa quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long. Bản thân ông cũng sở hữu 2 hecta lúa với sản lượng mỗi vụ từ 16 tới 18 tấn. Nhưng chiếc lò sấy truyền thống chỉ có thể sấy được từ 10 tới 12 tấn một mẻ, nghĩa là ông sẽ mất từ 2 tới 3 ngày mới có thể sấy được hết lúa. Trong khi đó, nếu lúa thu hoạch về không sấy ngay thì chất lượng lúa sẽ giảm, giá lúa sẽ thấp. Có ruộng lúa mà mình đã bị thất bại trong vấn đề phơi sấy. Từ đó mình nhìn vô là vùng đồng bằng sông Cửu Long mình thì rất là rộng lớn. Nếu mà mình nghiên cứu thành công thì mình sẽ là vượt qua cái khó, mình làm giàu được. Một chiếc quạt gió như thế này vào thời điểm năm 2005 có giá 7 triệu đồng. Đó là chưa kể tới 100 triệu đồng tiền chi phí lắp đặt cho lò sấy như ông mong muốn. Làm lúa mấy chục năm, gia đình chỉ đủ ăn, số tiền lớn như vậy là vượt quá khả năng của ông Năm Nhã. Ước mơ về một chiếc lò sấy giúp mình, giúp bà con bị đồng vốn làm khó. Thế lúc đó thì mình nói chung mình cũng nghèo, cho nên mình không thể vay mượn ai, người ta không có cho mình đâu. Đó, cho nên là mình phải tự vươn lên. Đó, rồi tôi làm xong cái phần gỗ thì cưa cây nhà, còn phần cái máy thì tôi phải bán chiếc Honda riêng Trung Quốc đó là 4,5 triệu, rồi tôi đắp vô 3 triệu nữa tôi mua cái máy 7 triệu mấy. Sau gần 2 tháng mày mò, cuối năm 2006 lò sấy đầu tiên ra đời. Mẻ sấy đầu tiên được ông thử nghiệm. Lần thứ nhất 12 tấn lúa được sấy trong 20 giờ, lúa ra lò bị lớp khô lớp ướt. Lần thứ hai ông tăng nhiệt độ, tăng thời gian. 32 giờ sau, phần lúa gần lò nung đen bóng vì muỗi than bám vào. Không những thế, việc tăng nhiệt, tăng thời gian còn làm đội chi phí sấy lúa. Lần thứ ba, lần thứ tư vẫn hỏng. Hàng xóm dị nghị, một người nông dân học hết lớp 5 thì làm sao có thể nghiên cứu được máy móc. Thì có những anh em công nhân chậm mình tới lui nghiên cứu thì nói mình cũng hơi man man vậy đó. Nghĩa là mình nghiên cứu ngày đêm miệt mài mà. Nghĩa là có khi 3-4 giờ sáng tôi tới cái lò sấy ở chớm đó, tôi xem. Tôi ngồi, tôi coi, tôi đi tới, đi lui, tôi nghiên cứu, rồi tôi đi về. Mà rất nhiều lần như vậy đó. Anh em cũng, mình cũng nghe anh em nói là ông đó cũng hơi man man. Nhưng mà thật ra thì mình trăn trở trong đầu mình phải làm sao mình đánh dấu hỏi để mình phải trả lời cho được. Kết quả của những thử nghiệm là ông thiệt hại đến 20 triệu đồng. Nhưng ông Năm Nhã lại có suy nghĩ khác. Quyết không thất bại, ông tìm đến các lò sấy trong vùng để nghiên cứu. Ông nhận ra rằng những lò sấy này không làm giảm được tỷ lệ hạt gạo vỡ. Tôi có cái cách làm việc của tôi là tôi phân bổ từng cái việc nhỏ ra, rồi mình gặp cái gốc mắc mình đánh dấu hỏi và mình sẽ trả lời từng phần
Nên là cũng mình có một cái kiên trì, cái lòng kiên trì của mình quyết chí là mình sẽ thành công, mình sẽ đặt cái hy vọng tối đa vào cái công việc nghiên cứu của mình. Trở về, những chi tiết đầu tiên của lọ sấy được ông phác họa trên giấy. Ông mất gần 2 tháng cho việc hoàn thiện bản thảo này cho các chi tiết máy. Quạt gió là bộ phận quan trọng nhất của bất kỳ lò sấy nào. Trong khi những lò sấy khác quạt cho gió thẳng nên công nhân phải thường xuyên đảo lúa cho đều. Chính vì thế thời gian sấy lúa lâu, lượng công nhân cần lớn. Ông Năm nảy ra ý tưởng chế quạt mới. Chiếc quạt gió của ông Năm có 13 cánh động kết hợp với 14 cánh tĩnh. Quạt sẽ tạo ra luồng gió xoáy quanh bể. Lúa vì thế khô đều, thời gian giảm, chi phí giảm tới 10% so với lò kiểu cũ. Làm ăn cũng thất bại cũng rất nhiều rồi, bây giờ mình mới kiên trì mình làm thế nào để mình đạt được một cái nghề mới. Ta nói là nhất nghề tinh nhất thân dinh, cho nên mình muốn đạt được một cái nghề để nó tới cái đỉnh đó thì mình sẽ vượt qua cái nghèo được. Lúc đó thì mình cũng vẫn kiên trì để mình làm sao mình là người đi sau, mình phải cái quạt của mình phải hay hơn người đi trước, mà mình phải làm sao chứng minh được rằng mình phải hay hơn. Cho nên là tôi đã thử nghiệm từ cái motor điện cho tới cái vận tốc gió, tiêu hao điện năng và vận tốc gió. Khi mình tìm ra được là nó nhẹ gió, nó gió nó mạnh nhưng mà nó ít hao điện đó, thì chừng đó mình mới ngừng lại, không còn cải tiến cái phần cánh quạt nữa. Mọi chuyện chưa dừng lại ở cải tiến quạt. Tuy lúa sấy đã cho chất lượng tốt hơn nhưng nhiều mẻ lúa vẫn không khô đều, nhiều mẻ hạt gạo gãy tới 40%. Những viên gạch này được chủ định sắp xếp một cách có hệ thống. Đây cũng là bí quyết quan trọng trong làm lò sấy của ông Năm Nhã. Những lỗ gạch giống như máy điều hòa cân bằng nhiệt độ trong lò sấy bằng cách hút không khí bên ngoài vào. Nhờ vậy dù ngày hay đêm, nhiệt độ vẫn giữ ở mức ổn định, hạt lúa khi mang đi xay xát không bị gãy. Ngày xưa mình nghĩ như vậy là đầu tiên là lửa nó cháy lên mà nó không có gió bên ngoài, nó rút vô thì nó rút cái nhiệt rất là cao. Mình mới nghĩ rằng mình phải hòa gió vô, cho gió nó vô để nó giảm cái nhiệt, thì từ cái chỗ nó giảm nhiệt, nó điều nhiệt lại, nó không nhảy gạo là chỗ đó. Tiếp theo đó, bộ phận gạt chấu tự động cho lò sấy cũng được ông sáng tạo. Nhờ bộ phận này, 4 lò sấy chỉ cần một người có thể điều khiển là đủ. Việc gạt tự động cũng giúp cho nhiệt độ lò sấy ổn định, chất lượng hạt gạo tăng lên 20% so với cách sấy cũ. Trên 2.000 lò sấy được ông Năm Nhã lắp đặt ở 18 tỉnh thành trên cả nước, với giá thành từ 110 tới 240 triệu đồng. Anh Hà Văn Sơn là một trong hàng nghìn nông dân ở miền Nam sử dụng lò sấy lúa của ông Năm Nhã. Những sự khác biệt của chiếc lò sấy này đã khiến anh Sơn vô cùng hài lòng khi đạt được ưu điểm về cả năng suất và chất lượng hạt gạo. Mình đi cũng nhiều nơi, rồi thấy chỗ lò sấy của anh Năm thì sấy nó đạt, gạo nó không gãy, lại không lên cho, với hai nữa nó không hơi khói. Mình chọn lò sấy của anh Năm về làm tới nay. Theo tỷ lệ sai thì nó đạt hơn mấy cái lò kia. Điều khiến ông chăn trở nhất hiện nay đó là đại bộ phận nông dân đồng bằng sông Cửu Long còn nghèo, bỏ ra hơn 100 triệu đồng để mua máy sấy với nhiều nông dân là điều không tưởng. Ông vẫn đang hàng ngày nghiên cứu để sáng chế ra những lò sấy mini có tính thực tế và phù hợp với đại đa số nông dân. Những ngày này, nhiều người vẫn nhắc đến nông nghiệp 4.0, đó là nền nông nghiệp được coi là hàm số của nông nghiệp thông minh, công nghệ thông minh, thiết kế thông minh và doanh nghiệp thông minh. Nhiều người vẫn hoài nghi về tương lai của nông nghiệp 4.0 ở nước ta bởi phía trước còn quá nhiều khó khăn và thách thức. Nhưng với những gì mà những nông dân chân đất đang làm, với những câu chuyện sáng chế không mệt mỏi từ mở đầu chương trình tới giờ, chúng ta vẫn có quyền hy vọng để một ngày không xa khi nhìn những cánh đồng lúa tuyệt đẹp này sẽ không còn thấy những lam lũ, những giọt mồ hôi của nông dân. Khi ấy họ chỉ cần một chiếc điều khiển hay là một chiếc máy vi tính kết nối Internet thì có thể quản lý được cả một cánh đồng hay là một trang trại rộng lớn. Hãy cứ nuôi dưỡng niềm tin ấy để một ngày những điều tuyệt vời nhất sẽ đến, như cái cách mà những nông dân chưa học hết cấp 2 đã tạo ra những chiếc máy thần kỳ. Từ đây chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình Cuộc sống nhà nông ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.